Đoạn video thứ 9. Đoạn video thứ 9 mình nói về cái gì? Mình sẽ nói về các bạn về bạn đã biết lập cho mình một cái bảng kế hoạch chưa? Và đặc biệt là trong kinh doanh, chúng ta đã biết lập cho mình một cái bảng kế hoạch kinh doanh chưa? Vậy thì tại sao cái bảng kế hoạch kinh doanh nó lại quan trọng các bạn? Làm gì thì chúng ta cũng phải có kế hoạch. Bất kỳ làm một cái việc gì. Bởi vì khi mà chúng ta có cho mình một bảng kế hoạch đó thì nó giúp cho cái đầu của chúng ta, nó giúp cho cái trong suy nghĩ chúng ta nó có một cái bản lộ trình, lộ trình thực hiện, nó có cho chúng ta một cái bức tranh, nó cho chúng ta những cái chiến lược và những cái mục tiêu cụ thể để chúng ta làm bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, nó rất là nhịp nhàng. Đơn giản thôi, một cái bà nội trợ thôi, một cái người nội trợ thôi, ở nhà nấu cơm thôi, nhưng nếu bạn có cho mình một cái bảng kế hoạch thì mọi thứ nó sẽ khác biệt. Bạn sẽ biết được là sáng nay chúng ta nấu món gì, trưa nay chúng ta nấu món gì, chiều nay chúng ta nấu món gì, và ngày thứ hai họ nấu món gì, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, họ có cái bảng kế hoạch cho cả một cái tuần đó. Rồi, họ có kế hoạch cho tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 để nó thành một cái tháng đó. Và họ có kế hoạch cho cả cái một quý về nấu ăn đó. Thì các bạn thấy cái người đầu bếp đó họ khác biệt không ạ? Họ rất là khác biệt. Họ không có rớt vào một cái trường hợp rằng là không biết rồi là chúng ta phải nấu cái gì. Họ sẽ tối ưu từng cái nguyên liệu một. Họ sẽ biết cách đi chợ như thế nào cho nó phù hợp. Họ sẽ có một cái ngăn sách, một cái ngăn sách cho việc nấu ăn nó rất là hợp lý. Là một bà nội trợ thôi mà bà làm theo kế hoạch đó thì các bạn thấy bà cũng đã là khác biệt rồi, rất là khác biệt rồi. Vậy thì hoặc là một cái ví dụ khác, nếu bạn ăn Tết đi, năm nay bạn ăn Tết đi, bạn có kế hoạch rất là rõ ràng cho ăn Tết. Ngày 26 các bạn được nghỉ Tết thì ngày 27 bạn làm gì, ngày 28 làm gì, ngày 29 làm gì, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 bạn làm gì, một kế hoạch rất là rõ ràng. Thì cái Tết này bạn sẽ rất là hiệu quả và bạn sẽ có một cái Tết nó như thế nào nó ra cái Tết để sau Tết vô bạn không có phải ngồi rên rỉ than thở rằng tại sao cái Tết năm nào nó cũng giống như năm nào. Bản thân các bạn thấy gia đình mình nè, năm nay là Tết nè, là ngày bút vé máy bay rồi, thì trước Tết 20 Tết là gia đình mình nghỉ Tết rồi, sau đó gia đình mình đi nghỉ Tết trước Tết, rồi quay về lại thành phố Hồ Chí Minh, rồi sẽ đi tham quan chợ hoa, hội hoa xuân, rồi tới đúng ngày 30 Tết, sáng sớm ngày 30 Tết là gia đình mình bắt vé máy bay, đi về thăm quê nội, rồi sau đó tối khuya hôm đó là tụi mình vào, và sáng mùng 1 tụi mình sẽ có một số những cái quan trọng ở thành phố Hồ Chí Minh này, và tối mùng 1 thì cả gia đình mình như thế nào bay qua bên Nhật để tụi mình có 5 ngày ăn Tết ở bên Nhật. Mình đang nói với các bạn một cái bản kế hoạch nó đã được lên trước cho cái Tết này. Hoặc là nếu mà bạn nào mà bạn muốn kiếm tiền tiêu Tết thì đây là, nếu mà bạn đã có một cái bản kế hoạch thì đây là cái thời điểm mà bạn bán hàng Tết rất là tuyệt vời. Bạn sẽ chọn cho mình những cái sản phẩm nào bán cho Tết. Bây giờ bạn đã lên plan được rồi, bạn đã chào kế hoạch để tới khách hàng rồi, và đến những ngày cận Tết thì bắt đầu các bạn đi giao hàng, và chắc chắn một cái Tết này bạn sẽ kiếm tiền rất là nhiều. Có một bạn năm ngoái thôi, bạn lên một cái kế hoạch rất là cụ thể mà trong cái 3 tuần cuối Tết thôi, bạn làm việc khác mà bạn đã bán được gì bạn bán được một cái khoản sản phẩm rất là lớn và bạn lãi được khoảng hơn 50 triệu. Các bạn thấy tuyệt vời mà, tuyệt vời. Vậy thì cái bản kế hoạch nó giúp cho chúng ta tối ưu mọi nguồn lực. Và đặc biệt trong kinh doanh, mình nói lại, đặc biệt trong kinh doanh bắt buộc chúng ta cần phải có cho mình một cái bản kế hoạch. Vì sao nó như vậy các bạn biết không? Bởi vì trong kinh doanh mức độ rủi ro nó rất là lớn. Và cái những cái rủi ro trong kinh doanh á, nó gây cho chúng ta mất, nó bốn cái mất. Mất thứ nhất là mất tiền, nó mất tiền á, nó tạo cho bạn cái sự hụt hẫng rất là lớn. Cái mất thứ hai
là bạn mất uy tín. Bạn nói với bạn bè rằng là mình ra kinh doanh mà, bạn nói với đối tác ra kinh doanh mà chừng cuối cùng á, kinh doanh mình bị phá sản, mất uy tín. Mất thứ ba là bạn mất thời gian, có những người mất 5 tháng, có những người mất 2 năm, 3 năm cho cái plan kinh doanh đó, cho cái việc kinh doanh đó, và chừng cuối cùng là họ thất bại. Và cái mất lớn nhất, mà nó cái mất lớn nhất, cái mất thứ tư là cái mất lớn nhất, đó là gì ạ? Bạn mất niềm tin. Mất niềm tin gì ạ? Mất niềm tin trong chính con người của mình. Bạn nghĩ rằng là mình sẽ không làm được cái việc đó. Bạn nghĩ rằng là mình không có năng lực. Bạn nghĩ rằng là mình dở hơi. Và bạn mất niềm tin với rất là nhiều người bên cạnh của mình. Và cái mất tìm niềm tin mới là cái tổn thất lớn nhất. Sẽ rất là lâu để bạn có lại. Một cái cú té nó làm cho chúng ta mất mát rất là nhiều thứ các bạn ạ. Vì vậy mà chúng ta cần phải có các bạn có hành kinh doanh. Cần có các bạn có hành kinh doanh để nó giúp cho chúng ta có một cái định hướng. Mỗi ngày chúng ta thức dậy mà chúng ta có định hướng là các bạn thấy con người của mình nó rất là năng lượng. Chúng ta cần có cho mình một cái tầm nhìn. Một cái tầm nhìn 3 năm, 5 năm, 10 năm. Và bạn cần có cho mình những cái mục tiêu rất là cụ thể để mỗi ngày chúng ta bám vào cái mục tiêu đó để chúng ta làm. Đó là cái lý do vì sao chúng ta cần phải có cho mình một cái bản kế hoạch. Vậy thì ai là người viết ra cái bản kế hoạch này? Chắc chắn một cái doanh nghiệp nhỏ, một cái người mới ra khởi nghiệp như các bạn thì chắc chắn bạn là người viết chứ còn ai nữa. Cái câu trả lời này không phải bàn cãi rồi. Vậy một câu hỏi là bạn đã có cái kỹ năng viết đó chưa? Bạn có kỹ năng viết đó chưa? Nếu mình viết thì mình viết cái gì trên đó? Và một cái doanh nghiệp mà lớn một chút xíu mà bạn có quản lý thì mình gửi một lời chân thành với các bạn là các bạn nên cho quản lý họ viết. Ngoài cái việc các bạn viết là không phải bàn cãi rồi, các bạn nên cho quản lý viết. Tại sao phải nên cho quản lý viết? Thứ nhất, cái người quản lý họ viết á, họ nắm ra được cái số liệu, bởi vì muốn làm cái bạn có hạt là cần phải có cái số liệu. Cái thứ hai gì ạ? Để có được cái đó họ biết được thì họ cần làm việc với các cái bộ phận, các cái phòng ban khác nhau. Để họ có cái số liệu, đó là cái cơ hội để họ nắm rõ hơn các cái phòng ban. Họ tương tác với tất cả các cái thành viên ở trong phòng ban đó. Và cái tiếp theo nữa là giúp cho họ thấy cái lộ trình từng bước cụ thể của từng cái việc làm. Họ nhớ trong đầu của họ luôn. Tại quá trình mình viết là quá trình mình nhớ luôn. Các bạn thấy lợi hại quá, rất là lợi hại. Vậy cái câu hỏi tiếp theo rằng là vậy cái bản kế hoạch kinh doanh đó chúng ta làm những gì, chúng ta viết những cái gì ở trên đó? Vậy thì với cái kinh nghiệm của mình đưa ra 8 cái ý sau. 8 ý. Ý thứ nhất là chúng ta cần phải có cho mình một cái ý tưởng. Cái bản kế hoạch kinh doanh là nó phục vụ cái ý tưởng gì mà nó phải phục vụ cho mình một cái ý tưởng gì đó. Ví dụ bạn muốn ra khởi nghiệp thì bạn cần phải có cho mình một cái ý tưởng. Tức là mình muốn kinh doanh cái ý tưởng gì? Mình phải cần có một cái ý tưởng ở trong đầu của mình. Sau có ý tưởng hai rồi á, thì cái ý tưởng nó mới trong đầu thôi. Cái thứ hai nữa là bắt đầu bạn đi nghiên cứu thị trường. Hoặc là bạn đi nghiên cứu ở phía bên ngoài. Đi nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu để biết rằng là ai đã kinh doanh sản phẩm này chưa? Họ kinh doanh như thế nào? Họ kinh doanh có thành công hay không? Doanh số như thế nào? Tức là bạn nghiên cứu rất là rõ ở ngoài thị trường, tổng quan thị trường, nghiên cứu về đối thủ, chấm chấm, nghiên cứu về lĩnh vực của mình. Nói chung cái chữ là nghiên cứu. Cái thứ ba là như thế nào ạ? Ok, cái thứ ba sau khi nghiên cứu xong, bạn kết hợp ý 1 với 2 để bạn chốt ra được cái sản phẩm dịch vụ của mình cụ thể là nó như thế nào. Lúc này cái bước 3 này nó rõ ràng hơn bước 1. Bước 1 mới là ý tưởng, bước 3 thì bắt đầu mình định hình ra được cái khung. Sau khi bước 3 xong rồi á thì bước 4 là chúng ta lên những cái mục tiêu cụ thể để chúng ta làm. Mục tiêu phải có số liệu rất là cụ thể. Và xong rồi chúng ta tiến tới bước 5 là chúng ta cần phải có một cái bản kế hoạch thực thi theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm. Cái thứ 6 là chúng ta cần phải có cho mình một cái bản ngân sách thực hiện. Cái ngân sách thực hiện để làm gì thì chúng ta cần phải đi liền với cái ngân sách. Và cái thứ 7 thì chúng ta phải liên tục kiểm tra và đánh giá. Thực hiện, liên tục kiểm tra đánh giá, liên tục kiểm tra đánh giá để điều chỉnh. Cần tăng giảm cái gì hay không, cái gì được hay không được. Ok. Và cái thứ 8 là chúng ta đúc kết lại. Và bắt đầu chúng ta lại làm tiếp theo một cái quy trình ở phía sau nữa. Vậy thì với cái kinh nghiệm của mình là nó có 8 bước nó như vậy. Vì hôm nay mình chia sẻ bạn cái đoạn video thứ 9 này để nói về cái điều này. Hôm sau mình sẽ nói rõ ra
8 bước này cụ thể chúng ta làm những cái gì. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy cho mình những cái comment, hãy cho mình những cái thắc mắc, những cái suy nghĩ về lĩnh vực của bạn. Hãy comment xuống bên dưới. Hãy đăng ký cái kênh của mình để mỗi ngày các bạn được chia sẻ và update thêm. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp các bạn ở đoạn video số 10. Bye bye các bạn.